Kính chào quý vị và các bạn. Hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video hữu ích từ Thư viện Pháp luật nhé. Gần đây, vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa ông Nguyễn Phương Du và Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco mà Tòa án Nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử thu hút được sự quan tâm của dư luận. Và trước đó cũng có rất nhiều vụ việc khách hàng kiện nhà sản xuất do mua phải sản phẩm bị lỗi cũng từng xảy ra. Như vậy, trong trường hợp khi mua phải sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì khách hàng cần phải làm gì để bảo vệ mình và không vi phạm pháp luật? Thứ nhất, thỏa thuận với người bán hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm để yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền bồi thường thiệt hại. Theo đó, ngay khi phát hiện hàng hóa bị lỗi, khách hàng nên liên hệ ngay với người bán hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm để trình bày sự việc, yêu cầu đổi trả hoặc hoàn lại tiền và đòi bồi thường thiệt hại. Và để có cơ sở vững chắc giải quyết về sau, trong trường hợp người bán hàng hay doanh nghiệp cung cấp sản phẩm từ chối giải quyết, bạn có thể yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận diễn biến sự việc, nhờ người chứng kiến hoặc chụp lại sản phẩm, ghi âm cuộc nói chuyện, buổi làm việc, giải quyết với người bán hàng hoặc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm. Thứ hai là có thể khiếu nại đến cơ quan chức năng. Nếu không giải quyết thông qua thương lượng, thỏa thuận, thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại kèm theo các hồ sơ tài liệu đã thu thập được tới một trong những cơ quan sau để yêu cầu giải quyết và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa, như là chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương, thanh tra cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hoặc hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thứ ba là có thể khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền hoặc yêu cầu trọng tài giải quyết. Trường hợp có căn cứ chứng minh do hàng khuyết tật gây thiệt hại cho bản thân và gia đình, bạn có quyền khởi kiện đến tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại điều 41, 42 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc gửi đơn đến trọng tài theo quy định tại điều 38, 39, 40 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để yêu cầu giải quyết. Và để có cơ sở yêu cầu tòa án trọng tài giải quyết, bạn cần có đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại cụ thể số tiền là bao nhiêu và dựa trên căn cứ nào để yêu cầu bồi thường. Kèm theo đó là tài liệu chứng cứ chứng minh có sự việc và quyền lợi bị xâm phạm, như là vi bằng, sản phẩm bị lỗi, file ghi âm, ảnh chụp sản phẩm, lời trình bày và xác nhận của người chứng kiến. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào.